Mèo khử mùi sầu riêng hoặc mùi hôi trên ô tô. Bước 1, anh em đem xe ra ngoài trời nắng. Bước 2, anh em mở tất cả các cánh cửa, gập tất cả các hàng ghế. Bước thứ 3 là anh em sấy dàn lạnh. Đầu tiên anh em nổ máy xe, sau đó tắt AC, chuyển sang chế độ lấy gió nóng, gió ở mức 3 hoặc 4, và cuối cùng là lấy gió ngoài để trong khoảng 30 phút.